Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng học tới bài điều trị nụ cười hở lợi. Và cái thuật ngữ tiếng Anh của nó chính là từ Gummy smile. Đây là một từ khá là ấn tượng. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta sẽ gọi chung là điều trị nụ cười hở lợi các bạn nhé. Và phương pháp trong bài này đó là chúng ta sẽ tiêm Botox. Chỉ định của kỹ thuật này, mình sẽ chỉ định đối với những bệnh nhân mà có nụ cười hở lợi như hình ảnh dưới đây mà các bạn đang nhìn, bệnh nhân đang cười. Và một số bệnh nhân còn có cái nếp nhăn ngang mũi, ngang ngay dưới mũi, và nó ở cái vùng giữa môi các bạn. Và cả hai vấn đề này thì sẽ được giải quyết bằng kỹ thuật mà bác sĩ Tân giới thiệu trong clip này. Mình hy vọng các bạn đã xem tới cuối vì cũng sẽ có video cho các bạn xem. Mặc dù nó là kỹ thuật đơn giản thôi nhưng mà có video nhé. Giải phẫu. Trước khi chúng ta nói tới sửa chữa cái gì, chúng ta phải là người hiểu biết về sản phẩm đó. Còn đối với con người thì tất cả những cái gì mà chúng ta làm là phải có giải phẫu. Và tất cả các bác sĩ chính quy đều được đào tạo giải phẫu ngay từ những năm đầu tiên học đại học y, khi mà chưa bước chân sang viện, khi mà chưa bước chân vào học hành khám xét. Giải phẫu chính là căn nguyên của tất cả mà chúng ta phải biết. Chúng ta phải biết rằng môi trên sẽ để nâng lên khi cười nhờ vào cơ nâng môi trên và cánh mũi. Và các cơ này nó bắt nguồn từ mỏm trán, xương hàm trên, và nó sẽ bám vào da ở mặt phẳng bên của lỗ mũi và môi trên. Cái sự bám vào này ở thuật ngữ tiếng Anh các bạn có thể tìm được, đó là từ insert. Từ insert có thể hiểu là chèn. Đấy. Nhưng mà cơ bản chúng ta sẽ luôn gọi là bám vào da ở mặt phẳng bên của lỗ mũi và môi trên. Như vậy các bạn sẽ dễ tưởng tượng hơn. Và theo mình bản chất nó không gì khác nhau cả. Cái từ insert cũng tương tự là như vậy. Bởi vì dịch thuật thông thường là chúng ta sẽ dịch thuật theo hướng là ý nghĩa. Đấy, và mình hay đọc tài liệu nước ngoài cho nên là mình có chia sẻ thêm một chút ở đoạn này. Mình hy vọng các bạn cũng không cảm thấy nhàm chán, đúng không? Sự có bất thường lệch một bên nhé của cơ này thì sẽ làm cho cái bệnh nhân chúng ta sẽ bị hở lợi khi cười. Và cơ này được gọi là cơ Elvis. Và các bạn search cho mình cái từ Elvis Muscle trên Google thì các bạn sẽ thấy một anh chàng rất đẹp trai và biểu hiện như nào đấy, các bạn tự search và tự trải nghiệm nhé. Và thuật ngữ đó là cơ Elvis. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với kỹ thuật tiêm. Cái này thì trong hình ảnh giải phẫu bên dưới nó rất đơn giản thôi, cơ và hai điểm tiêm, đúng không? Không có gì khó cả. Nhưng mà trước khi tiêm mình lại trả lời thêm cho các bạn về gây tê nhé. Hầu hết là trong các trường hợp không cần thiết đâu các bạn ạ. Và cơ nâng môi trên nó di chuyển ngay cạnh mũi các bạn ạ. Cho nên là cái điểm tiêm mình chấm màu đen ấy là các bạn rất dễ tìm thôi. Và từ 1 cho đến 2 BU sẽ được sử dụng trong khu vực này. Và đây là kỹ thuật chuẩn. Chúng ta sẽ tiêm một lần mỗi bên các bạn nhé. Đã là kỹ thuật chuẩn thì bài này các bạn đừng sáng tác gì thêm. Và mình mặc dù là chưa có xem các bác sĩ khác làm video như nào, nhưng mình khuyên các bạn, mình chân thành khuyên các bạn. Đã là kỹ thuật chuẩn thì mình đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu rồi và chúng ta không nên thay đổi. Mình khuyên các bạn như vậy. Hồi đến với một vài lưu ý, bác sĩ Tân luôn luôn cẩn thận gửi tới các bạn những cái lưu ý, đúng không? Không thừa đâu các bạn ạ. Hành nghề các bạn nên nhớ những cái lưu tâm này. Mới thì các bạn quan tâm rất nhiều tới video, đúng không? Các bạn sẽ tua ngay xuống dưới, các bạn xem clip. Nhưng mà nếu mà các bạn hành nghề đến mức trưởng khoa, các bạn đến mức trưởng một bộ phận, giám đốc chuyên môn của một spa chẳng hạn, chắc chắn các bạn sẽ phải đối mặt với những cái tình huống xử trí biến chứng. Bởi vì bác sĩ cấp dưới của các bạn ấy, chỉ tua đến dưới thôi, đúng không? Chỉ xem đến cái cách tiêm và làm luôn, và tin về hiệu quả, và nghĩ rằng không bao giờ mình bị biến chứng đâu, bởi vì là mình là người làm đúng và clip bác sĩ Tân cũng rất uy tín rồi, ví dụ như thế. Thế thì các bạn hành nghề đến mức độ trưởng khoa thôi thì các bạn sẽ thấy rằng những cái vấn đề như thế chúng ta luôn luôn phải giải quyết. Bởi vì nhân viên không làm được thì chúng ta phải làm, đúng không? Và chúng ta phải làm thì thường là quản lý biến chứng, chứ chẳng mấy khi chúng ta làm những cái đơn giản như này. Đó là những cái điều mà đôi lời về phần lưu ý. Mình hơi dài dòng một chút nhưng mà không có thừa đâu, vì kinh nghiệm của mình chỉ muốn tốt cho các bạn thôi. Thứ nhất đó là mũi tiêm này nó sẽ làm cho cái môi trên bị kéo dài ra. Các bạn tưởng tượng như trong cái phim hoạt hình gì đấy có cái mỏ Seiko đấy, nó không dài đến như thế nhưng mà nó sẽ dài theo hướng như vậy. Cho nên các bạn phải thận trọng với những bệnh nhân lớn tuổi, tại vì ở những bệnh nhân lớn tuổi thì môi trên của bệnh nhân cũng đã về theo cái thời gian đã dài ra rồi, và bệnh nhân trẻ tuổi thì chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ kỹ thuật này nó nhiều hơn so với những bệnh nhân lớn tuổi, bởi vì chúng ta đang rất thận trọng với những bệnh nhân lớn tuổi muốn điều trị, đúng không? Và chắc chắn kỹ thuật này sẽ làm môi bị yếu đi, cho nên các bạn phải tư vấn rất cẩn thận đối với những bệnh nhân mà có cái công việc đó là chơi nhạc cụ hơi hay là diễn viên. Mình có một trường hợp khách hàng là một giáo viên. Tất nhiên bác sĩ luôn luôn hỏi nghề nghiệp, bởi vì đó là cái kỹ thuật cơ bản. Cái nghiệp vụ đơn thuần của bác sĩ là phải hỏi về yếu tố hành chính. Thế nhưng mà hỏi sâu hơn thì mới biết rằng cái nghề tay trái của bệnh nhân là làm nghề chơi nhạc, biểu diễn, cho nên là mình không tiêm. Và các bạn cũng nhớ cho mình phải hỏi thật kỹ nha, hỏi trò chuyện. Kỹ thuật hỏi bệnh thì các bác sĩ thì không lạ gì, khéo léo trò chuyện để chúng ta để bệnh nhân tự nhiên và để chúng ta tư vấn cho bệnh nhân là có lên điều trị hay không. Và kỹ thuật này thì rất khó có khả năng bầm tím, cho nên chúng ta cũng khá là tự tin đi, không phải động viên bệnh nhân là đừng có lo lắng quá làm gì, bởi vì rất hiếm khi xảy ra bầm tím đấy các bạn. Chỉ có 1-2 mũi tiêm thôi mà, không có gì là đáng sợ cả. Và khu vực này thì lại cực kỳ khó có khả năng xảy ra bầm tím, nên các bạn cứ yên tâm cho mình để mà tư vấn. Và nhớ cho mình rằng kỹ thuật này nó tiêu thốn là ít BU, cho nên là những spa mới, những bạn mới hành nghề đừng có tham kiếm tiền mà tiêm nhiều là rất là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ làm cho cái môi trên bị xệ xuống nghiêm trọng, rồi chúng ta chả biết ăn nói bệnh nhân thế nào đâu, rất là khó đấy các bạn. Và các bạn nhớ cho mình là tiêm chậm thôi đấy. Và mình thường khuyên các bạn mới tiêm đó là hãy thử một cái liều lượng bằng 1/4 liều lượng mà mình khuyên cáo, xem như thế nào đã. Cẩn thận là tất cả những gì mình muốn gửi tới các bạn. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với video nhé. Đây là một bệnh nhân có cái nụ cười hở lợi. Các bạn thấy những cái khu vực thẩm mỹ chúng ta tiêm, chúng ta lên bảo bệnh nhân thực hiện những cái động tác có liên quan để chúng ta dễ xác định hơn. Mặc dù có thể biết chắc là ở đấy rồi, tiêm hàng trăm ca rồi, nhưng mà cũng lên là làm cẩn thận, đừng có bỏ qua bước nào. Nó sẽ làm cho chúng ta hành nghề nó an toàn hơn. Thông thường thì mình tiêm mỗi bên là 1 PU là giải quyết hầu hết các vấn đề. Rồi, các bạn thấy đấy, những cái kỹ thuật cơ bản của cái vấn đề. Và các bạn từ đây các bạn sẽ phát triển bản thân tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Mình thì giảng cho các bạn clip này, các bạn không mất phí nào cả, nhưng mà mình hy vọng là các bạn sẽ mang sổ sách ghi lại những cái ý chính để các bạn hành nghề. Các bạn làm tốt, các bạn kiếm thu nhập, mình cũng vui, và bệnh nhân không xảy ra biến chứng thì mình còn vui hơn nữa, bởi vì ở những nơi đó là đã có mình ở trong đó rồi, không cứ phải mua bán tiền bạc gì. Rồi, chào các bạn, chúc bạn sức khỏe.